Rồi chào quý vị và các bạn nha. Cà phê đang quật trên cái computer chơi hình nè. Rồi nãy giờ lâu mỏi cẳng rồi hả? Nãy giờ quên đi phim. Oh. Cắn cái chân đau quá. Rồi lâu nãy giờ mỏi cái lưng rồi hả? Cà phê đang chơi hình nè. Hả? Cà phê nó muốn coi hình nó mà mình cho hình của mình nó chán, không muốn coi nó qua nó lại kìa. Theo một cái ekip của nó luôn. Thôi xong. Tột đất hả? Lâu nó tột phải không? Đó. Đi hả? Không chơi nữa hả? Không chơi nữa thôi.